Tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty di trú Úc IST. Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói về đề tài định cư Úc, đó là khi nào tôi nên mua nhà. Các bạn thân mến, trong cái thời buổi mà lãi suất ngân hàng rất là cao mà cô Hạnh lại nói rằng là khi nào nên mua nhà thì chắc chắn là có nhiều người họ sẽ nói là chắc là không phải lúc này. Các bạn thân mến, nếu như bạn phải mượn tiền ngân hàng trên 50% để mua nhà thì Hạnh cũng không có dám khuyên bạn phải mua nhà ngay lúc này. Nhưng mà Hạnh nói cái đề tài này để có thể tâm sự với các bạn một chút, để các bạn xem trong tương lai lời Hạnh nói có đúng hay không nha. Lời Hạnh khuyên đó là lúc này là lúc nên mua nhà. Các bạn tự hỏi là vì sao Hạnh nói câu đó ha? Là bởi vì các bạn thân mến, là đứng trên cương vị là một luật sư di trú thì Hạnh có thể tiên đoán rằng trong 5 năm hoặc 10 năm tiếp theo thì nước Úc, cái lượng tăng dân số của nước Úc là tăng rất là khủng khiếp luôn các bạn. Thì các bạn tưởng tượng một năm tài chính 2022 đến 2023 thôi thì đảng Lao động là đảng đang là cái đảng cầm quyền của nước Úc đó, đã có chính sách là lấy rất nhiều cái skill visa và student visa, nhất là cái visa làm việc. Các bạn là người ta định cư Úc luôn á bằng cái skill visa, là cái visa làm việc, visa làm nghề. Thì các bạn biết không, là người ta lấy hàng trăm ngàn cái visa, họ cho cấp ra hàng trăm ngàn cái visa. Các bạn tưởng tượng đi, ví dụ 200 ngàn, ví dụ như chính sách là họ có chính sách là 190 ngàn cái skill visa đó các bạn. Nhưng mà bây giờ Hạnh nói nghe các bạn nghe thôi thì cho thành 200 đi, tại vì 190 ngàn với 200 ngàn thì cũng gần nhau thôi, mình nhân cái con số ha. Một người có visa làm nghề, tức là visa làm việc mà định cư Úc á, thì một người đó chắc chắn sẽ được phép, khi mà nộp hồ sơ họ sẽ nộp được cả một gia đình. Thì nếu một người chồng có, mà người chồng đó có hai đứa con và một bà vợ, thì cuối cùng con số sẽ là gấp 4, đúng không các bạn? Như vậy là trung bình là nếu như 200.000 người, là 200.000 cái visa được cấp thì cho những cái người mà làm việc làm nghề, thì bạn phải nhân lên số 4 cái lượng người đi vào nước Úc bằng con đường visa skill visa, tức là visa làm nghề, làm việc nhé. Yeah. Như vậy các bạn nghĩ đi, đó là mình chưa kể visa bạn đời, visa hôn nhân, visa con cái, visa vợ chồng, visa student visa nữa, những cái bạn mà họ không cần định cư, họ qua đây họ để họ học nữa, những cái student visa một năm nước Việt Nam thôi là mấy chục ngàn sinh viên qua bên Việt Nam, bên Úc để mà học. Thì các bạn tưởng tượng đâu phải chỉ nước Việt Nam mà người ta còn có du học sinh ở Ấn Độ, Trung Quốc, các nước khác nữa các bạn. Và như vậy thì cái con số mà Hạnh đọc trên báo mà nói rằng là trong năm 2024 hoặc 25 thì cái lượng người vào nước Úc cỡ khoảng vài triệu người, tăng định cư Úc cũng vài triệu người. Như vậy các bạn cứ tưởng tượng đi, là nước Úc cái dân số nó tăng đến chóng mặt. Mà nước Úc á, thì các bạn, nếu các bạn có thể học lịch sử của nước Úc hoặc là đọc một chút về vị trí địa lý của nước Úc, thì các bạn có thể thấy rằng, ngạc nhiên rằng là nước Úc rất là to gần bằng nước Mỹ, một trong những nước lớn nhất thế giới, đó là nước Úc. Người ta được gọi là châu đại dương, châu lục, châu Úc đó, mình đã từng nói là châu Úc đó. Thì các bạn tưởng tượng đi, một nước lớn như vậy mà tại sao nhà đắt như vậy, nhà toàn là nhà triệu đô thôi ạ. Đối với bên Úc này, đối với Sydney này, thì đối với hẳn cái chữ mà nhà triệu đô là quá bình thường. Tại vì sao? Tại vì rất là đắt. Nước Úc là đất Sydney của Hạnh đang ở là Hạnh thấy rõ ràng rất là đắt, là nhà là toàn là nhà. Ngày xưa ở vùng Cabramatta là cái vùng mà đất nhà rất là rẻ, cái vùng của người Việt chúng ta đó, mà văn phòng của Hạnh đặt ở đó là rất là rẻ. Cách đây trước Covid thì một cái nhà trung bình họ bán là cỡ khoảng 500-600 ngàn, nhưng mà bây giờ mà nhà ở Cabramatta đó các bạn biết toàn là 1 triệu trở lên. Đó là vùng mà tăng nhà, ít tăng giá nhất đó các bạn, huống gì là những cái vùng khác. Thì các bạn có thể thấy là nó nhân cái cấp số nhân là nhân 2, nhân 3, tức là qua một cái mùa Covid thôi đó các bạn. Thì các bạn tự hỏi đi, là đó mà trong quá trình Covid là quá trình bị lockdown, đúng không các bạn, thì lượng người vào Úc rất là ít mà nhà của Úc tăng ngùn ngụt.
Như vậy, nhưng mà còn sau Covid thì cái lượng người vào nước Úc thì là tăng cấp số nhân. Mà nhà thì họ không, không mình không thể xây nhà mà nhanh như thế được, đúng không các bạn? Hẳn đây xây một căn nhà mà bởi vì do là từ khi mình mua đất cho đến khi mình xây nhà là vì Covid, cho nên là đến năm nay mà nhà hẳn cái vườn vẫn còn chưa xong. Thì các bạn tưởng tượng đi, xây một căn nhà bên Úc không phải giống Việt Nam là giấy phép cấp nhanh hơn hay là nhân lực thì dồi dào hơn. Bên Úc thì cái gì cũng phải theo luật, cho nên là các bạn muốn cất một căn nhà, các bạn phải xin council, phải vẽ bản vẽ, xong rồi bạn phải xin council để chấp nhận, và cái council của hẳn cũng phải gần 6 tháng mới chấp nhận cái bản vẽ của hẳn. Như vậy bạn cứ tưởng tượng đi, là một cái nhà, xây một cái nhà cho nó từ từ khi mà xây cho đến khi nó xong, xây xong thì các bạn tưởng tượng ít nhất cũng 1-2 năm, đó là nhanh nhất. Thì như vậy là cái số lượng nhà nó không có phình ra nhanh như cái dân số, tăng dân số. Cho nên đối với Hạnh, Hạnh nói các bạn nghe, các bạn đừng cười, mà các bạn nhớ là các bạn lời của bạn nói năm 2023 nha, là trong 5 năm đến 10 năm thì nhà của Úc, bây giờ bạn không mua nhà thì 5 năm sau bạn không có thể mua nhà nổi, tại vì nhà của Úc sẽ rất là đắt đỏ, con số lên là hàng triệu đô la. Thì không biết là cái lương của mình khi nào mới có thể chạy theo kịp để mà mua cái nhà ở nước Úc nữa. Cho nên là nếu như bây giờ, giai đoạn bây giờ bạn có công ăn việc làm ổn định và đàng hoàng, và bạn có thể mượn tiền ngân hàng để đi mua nhà, thì Hạnh nghĩ đây là cái giai đoạn mà bạn nên mua nhà. Hạnh khuyên các bạn nên mua nhà. Và nếu các bạn là những du học sinh, cũng các bạn cũng có quyền mua nhà nha các bạn hãy tự hỏi, hãy tìm hỏi những cái luật sư chuyên về nhà cửa nha các bạn. Thì ngoài, nói chung là bạn có thể mua nhà đầu tư, mua nhà để mình ở, vì hiện nay các bạn biết là vì cái việc gia tăng người nhập cư quá nhiều, cho nên là cái việc đi kiếm phòng trọ hay là đi kiếm nhà thuê rất là khó khăn và giá rất rất là cao các bạn. Cho nên các bạn du học sinh, nếu các bạn mua được nhà để mà ở trong quá trình mình học, và sau này nếu mình về nước mình có thể bán lại mà các bạn, thì các bạn hãy làm. À, ngoài ra thì những cái khách hàng nào là khách hàng của Hạnh rồi và có visa rồi, định cư Úc rồi, thì các bạn mà có coi video này thì các bạn hãy nhanh nhanh đi mua nhà. Hạnh nói thật là các bạn hãy cố gắng để nỗ lực mua được căn nhà, cho dù nhỏ, cho dù lớn, hay là mua một mảnh đất chẳng hạn, các bạn hãy mua. Bởi vì đây là cái lúc mà nếu như nhiều người họ bị stress mortgage, tức là họ trả không nổi tiền nhà, thì chắc chắn họ sẽ bán. Thì bạn hãy mua nếu như bạn có cơ hội, hoặc là bạn có năng lực để mua. Bởi vì Hạnh tin rằng là Hạnh nghĩ là không phải là 5 năm nữa, mà Hạnh nghĩ 2 năm sau thôi, thì cái giá nhà ở Sydney sẽ là trên trời luôn các bạn. Cho nên là bây giờ nhân cái cơ hội lúc này là không có nhiều người mua để tranh giành mua với mình, thì mình hãy mua. Bởi vì khi mà cái nhà nó trở thành quá sức đắt đỏ mà người 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 ta cũng không còn cách nào khác, thì người ta cũng phải mua, và lúc đó thì mình nhiều lúc mình tranh giành với người ta không nổi, mình không thể nhanh chân hơn người ta được. Bởi vì ở ở Úc hay là ở Việt Nam cũng vậy thôi các bạn, tức là bạn mua nhà bạn phải có cái duyên, thứ nhất là bạn có cái duyên, thứ hai là thời điểm thích hợp, và thứ ba nữa là lúc mà cái người bán nhà, tức là công ty môi giới, họ đông khách quá, thì chắc chắn là họ có thể ưu tiên những người là bà con họ hàng của bạn, của họ, để bạn bè của họ, để mà họ giới thiệu cho những người đó mua. Bởi vì nếu như bạn phải ở trong cái danh sách chờ thì chắc là không đến cái phiên mình để được mà người ta gọi đi mua nhà đâu các bạn. Cho nên là bây giờ chính là thời điểm vàng của cái việc là bạn nên đi mua nhà ở đất Úc nếu bạn có cơ hội ha. Cho nên là đó là cái tiên đoán của Hạnh, và hy vọng các bạn có thể like, sẽ like hay thích cái video này. Và các bạn nếu như thích thích nghe những cái video của Hạnh về định cư Úc hay những cái video về visa, thì các bạn có thể nhấn vào kênh của channel của Hạnh và subscribe để có thể được gặp Hạnh thường xuyên hơn. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúc các bạn một ngày mới tốt lành.